Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đến với tin nóng bóng đá ngày 8 tháng 1 năm 2024 đến qua FA Cup đem ra trận cầu đỉnh giữa Liverpool và Arsenal. Đây là trận đại chiến lớn nhất của vòng 3, thậm chí có thể coi là một trong những trận đấu đáng chú ý nhất tuần này. Cùng với đó, hàng loạt những đội bóng lớn ở Tây Ban Nha và Italia cũng đã ra sân trong các trận đấu đêm qua của mình. Hãy cập nhật tất cả những kết quả đáng chú ý trong phần đầu bản tin ngày hôm nay thưa quý vị. Liverpool lại gieo sầu cho Arsenal trong trận đấu im. Arsenal và Liverpool đã mang lại một trận đấu không kém phần căng thẳng, với cả hai đội thực hiện một số thay đổi cho đội hình. Tuy nhiên, đây không đem đến sự khác biệt nào lớn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Cả hai phía đều lo lắng về kết quả. Hậu vệ của Arsenal phải đối mặt với bất ngờ khi một pha phản lưới nhà đã giúp Liverpool dẫn trước ở phút 80. Mọi thứ đã thay đổi và Liverpool tận dụng rất tốt cơ hội còn lại để ghi bàn thắng thứ hai, ấn định chiến thắng 2-0. Bàn thắng này được ghi bởi Luis Diaz, đưa Liverpool vào vòng đấu tiếp theo của FA Cup. Trong khi đó, Arsenal phải ngậm ngùi dừng chân sớm. Arsenal đón tin xấu từ Gabriel Jesus trước khi trận đấu với Liverpool diễn ra. Arsenal đón tin rất xấu về tình hình của Gabriel Jesus. Theo Daily Mail, Gabriel Jesus đã dính chấn thương đầu gối trong buổi tập huấn luyện. Với Atletico đến từ Brazil, không có thông tin cụ thể về mức độ chấn thương của anh. Điều này có thể là vấn đề không quá nghiêm trọng hoặc cầu thủ đang phải chờ xem kết quả kiểm tra y tế chi tiết. Tuy nhiên, chưa rõ liệu cầu thủ người Brazil sẽ phải trải qua thời gian nghỉ dưỡng hay không. Phải gặp rất nhiều khó khăn để đánh thắng lợi khi mở màn với hai bàn thắng ở đầu trận đấu. Barcelona cũng đã đem đến điều bất ngờ với một bàn gỡ, nhưng chưa đủ để tạo ra sự khác biệt. Barcelona vẫn giành chiến thắng trong trận cầu này và tiếp tục tỏa sáng ở đấu đầu bảng Vasco, cùng với những đối thủ đáng gờm như Real Madrid và Atletico Madrid. Mbappé và đồng đội của anh thể hiện sức mạnh đáng kinh ngạc trong trận thắng 9, không hủy diệt đội bóng hạng 5 đối thủ. PSG đã thể hiện rõ sự áp đảo và tiếp tục ghi tên mình vào vòng đấu tiếp theo của Cúp Quốc gia Pháp. Không chỉ có Mbappé mà cả Konat, Muani và Gai cũng đã ghi bàn trong trận đấu đầy ấn tượng này. Juventus đã trải qua một trận đấu căng thẳng khi bị dẫn trước Napoli và phải đối mặt với nhiều khó khăn trong hơn 6 phút đầu tiên. Tuy nhiên, họ đã giành chiến thắng 2-1 cuối cùng và tiếp tục cạnh tranh trong cuộc đua vô địch Serie A với Inter Milan. Với bàn thắng của Vlahovic ở phút bù giờ, Juventus đã đánh bại Napoli một cách ngoạn mục và tiếp tục củng cố vị trí của họ ở đầu bảng xếp hạng. AC Milan cũng có niềm vui khi chiến thắng Empoli 3-0 với Maluk, Checo và Vinicius Jr. cùng ghi bàn. Chỉ có Napoli phải chấp nhận thất bại đầy tiếc nuối 0-3 trước các cầu thủ của Torino. Trong khi đó, Manchester United đang dành sự quan tâm đặc biệt cho Michael Olise của Crystal Palace. Cầu thủ 22 tuổi này có giá khoảng 65 triệu bảng và đang được tiếp cận bởi Manchester United để gia nhập vào tháng 7 năm nay. Điều này có thể kết hợp với thương vụ trao đổi, với Bukayo Saka của Manchester United được chuyển đến Crystal Palace với giá 50 triệu bảng vào năm 2019. Hậu vệ này đã ra sân 175 lần cho đội 1 của đội bóng và Manchester United muốn bổ sung sự đa dạng trong đội hình của họ.